Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái khẩu vị rất là thú vị trong cái việc mà đánh hậu kỳ. Thì đã có rất nhiều bạn bảo tôi là thầy ơi, sao thầy không làm một cái bài làm mờ hậu kỳ đi một tí. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn một vài cái phương pháp để làm mờ hậu kỳ sau khi mà chúng ta chụp ảnh xong, để chúng ta nhấn mạnh về những nhân vật chính của chúng ta. Ví dụ các bạn có thể áp dụng cho nhân vật ảnh cưới, các bạn có thể làm về ảnh ảnh thiết kế. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn nha. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái, thứ nhất một cái ảnh khá là đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta chọn ổ e và chúng ta sẽ chọn vào đây, thì ở đây nó có ảnh cưới rồi. Tôi sẽ rất là đơn giản là tôi sẽ chọn vào một cái hình ảnh. Các bạn sẽ chọn hình ảnh. Sẽ làm mờ hậu kỳ. Ok, đây ạ. Tôi sẽ tắt bỏ cái phần timeline này đi. Các bạn lưu ý nhá, lúc này chúng ta sẽ tắt bỏ timeline này. Các bạn nhìn này, để làm được mờ cái giá trị về hậu kỳ như này thì rất là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ F7 và chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp như sau, đó là công cụ lasso, và chúng ta khoanh qua cái vùng mà chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta khoanh qua cái này, rất là đơn giản. Sau khi mà các bạn khoanh xong thì rất là chúng ta sẽ làm cái việc thao tác như sau, là chúng ta sẽ đảo ngược cái vùng chọn lại. Bởi vì nếu mà tôi áp dụng cái filter rồi chọn vào blur và chọn vào cái Gaussian blur thì cái đối tượng hình bên trong nó sẽ bị mờ đi các bạn nhớ nhá. Các bạn nhìn thấy này mờ chưa? Đó, nó sẽ rất là mờ, và khi mờ như này thì nó sẽ tạo ra một cái vệt rất là cứng. Các bạn nhìn thấy cứng không ạ? Thì lúc này khi mà tôi có vùng chọn, tôi sẽ đảo ngược cái vùng chọn bằng công cụ là Ctrl Shift Y. Ctrl Shift Y là Y ngắn, thì tự khắc nó sẽ đảo ngược ra cái vùng chọn bên ngoài. Và sau khi đảo ngược vùng chọn bên ngoài thì bạn cũng có thể chọn vào filter, bạn chọn blur và chọn vào Gaussian blur cho tôi. Cái câu chuyện này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà các bạn thấy không, khi mà tôi áp dụng thì bên ngoài cái hậu kỳ nó sẽ mờ đi, nhưng mà bên trong nó bị sao? Nó giữ lại cái phương diện là rất là nét nhưng nó bị cứng. Các bạn nhìn bị cứng chưa? Nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ làm một cái thao tác là chúng ta dùng Shift F6. Shift F6 là làm mềm vùng chọn, hoặc là chuột phải vào cái vùng chọn đó và chọn vào feather. Thì đây là cái phương pháp. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ đặt rơi tầm khoảng là 80 hoặc 70 độ làm mềm. Sau đó tôi chọn vào filter. Đợi chút xíu, tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bắt đầu nó có độ chuyển êm ra ngoài. Ok, các bạn nhìn này, đó, đây trước và sau đây. Đó, thì sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl D là rất lạnh, thì tôi đã có được cái phần hậu kỳ của chúng ta đã được đi mờ rồi, rồi cái phần hình chính của chúng ta nhảy, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái cách người ta gọi là làm mờ trước đây. Và người ta cũng có một cái cách thứ hai. Cách thứ hai rất là đơn giản hơn thôi. Ví dụ tôi sẽ lấy một cái ảnh khác cho các bạn. Cần chưa? Chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Chúng ta chọn vào đây. Cái này được gọi là cách làm hậu kỳ bằng mặt nạ. Thì chúng ta sẽ nhân bản cái đối tượng này làm hai cho tôi bằng công cụ, đó là Ctrl Z. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z. Thì lúc này chúng ta có hai layer. Thì cái layer đầu tiên tôi cũng chả cần vùng chọn gì cả, tôi làm mờ luôn. Tôi áp dụng làm mờ luôn, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là mờ tầm này được chưa? Ok, nếu mà mờ tầm này được rồi thì bạn đã ok giúp tôi, thì cái hình ảnh đã mờ rồi thì tôi có một hình mờ và một hình ảnh không mờ. Thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Thì người ta sẽ áp dụng qua cái hình ảnh phía trên, đó là một chiếc mặt nạ. Và mặt nạ đấy được gọi là mặt nạ màu đen. Mặt nạ màu đen thì chúng ta giữ phím an và tích và thẳng và add layer map, chúng ta sẽ có được cái điều này. Nhìn chỗ này chưa? Tích vào nhá. Thì lúc này khi sau khi tích vào thì nó là mặt nạ đen nên nó sẽ bị mất hình, nên là chúng ta sẽ nhìn được cái hình phía dưới nó rất là rõ ràng. Và lúc này chúng ta chỉ cần dùng công cụ bút B của chúng ta là màu trắng nhé, để vẽ ra những cái đối tượng mà chúng ta muốn mờ đi. Ok, thì lúc này các bạn nhìn tôi vẽ ở đây, các bạn có thấy nó sẽ mờ dần không? Ok, tô qua đây mờ dần nữa. Ok, và khi mờ dần như này thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ rất là tốt trong phần thiết kế của chúng ta đó. Các bạn nhìn chưa, rồi lúc này chúng ta sẽ đẩy như này. Tôi sẽ đẩy vô đây một tí xíu. Bạn nhìn chưa? Thì đây là một trong những cái cách làm mờ tiếp theo với giá trị số 2 của chúng ta. Tiếp theo nữa thì chúng ta muốn làm mờ hậu kỳ nữa thì chúng ta sẽ có cách số 3. Các bạn ghi vào cách số 3 cho tôi, Ctrl O.
chúng ta sẽ có một cái cách làm mờ hậu kỳ như sau. Đây. Để muốn làm mờ hậu kỳ, cái việc này chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào filter blur gallery. Đây là một trong những cái mà có sẵn với những cái thuộc tính phiên bản CC nó bắt đầu nó có, thì là cái đây là một phiên bản là mờ theo điểm. Các bạn nhìn thấy điểm chưa? Và khi mà chọn vào cái điểm này ngay tức thì nó ngay tức sẽ mờ từ điểm này lan tỏa ra bên ngoài. Còn đây là hệ thống bên tay phải của bạn để các bạn có thể tự điều chỉnh được. Ví dụ chúng ta chọn vào điểm này, tôi dịch chuyển ra đây. À, điểm này tôi sẽ đặt vào vị trí này và tôi sẽ làm cho kéo nó hết mờ, được không ạ? Sau đó thì tôi muốn làm mờ cái hậu kỳ này xong thì tôi cầm kim châm chích vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy mờ hơn. Tôi sẽ đẩy cao hơn nữa, bạn nhìn chưa? Ok, chỗ này mờ rồi. Tiếp theo bạn muốn mà có một cái vị trí này nữa là gần bên hai đồng chí này thì bạn tích thêm một cái nữa thì bị mờ, thì tôi lại kéo vào đây bằng không để nó rõ nét nhất. Và sau đó tôi tích thêm cái điểm nữa ở ngoài xe và lúc này tôi sẽ đẩy lên thì bạn sẽ thấy là nó mờ. Bây giờ gọi là mờ theo điểm, các bạn nhớ nhé. Tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ đẩy cái này lên. Ok, tích vào đây, tôi sẽ đẩy cái này lên, không vấn đề. Ok, tích vào đây, tôi sẽ đẩy hết cỡ cái này nữa, tôi chặn lại cho nét nó nét hơn. Các bạn nhìn nét lên chưa? Và tất cả mọi thứ xung quanh các bạn nhìn chưa, nó sẽ bị mờ đi. Và đây là một trong những giá trị mà chúng ta có thể làm trong những phương diện đón ảnh cưới. Ok, chúng ta sẽ chấp nhận nó, thì chúng ta ok vào đây thì hình ảnh chúng ta đã được xung quanh là mình mờ đi. Đấy, rất là đơn giản. Tiếp theo nữa, bây giờ tôi sẽ làm dạy cho bạn về tiếp theo về cái cách làm hậu kỳ theo chiều dọc. Ok, tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl O. Đây ạ. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào filter và chúng ta chọn vào blur gallery và chúng ta chọn vào cái giá trị số 2. Thì các bạn cứ nhìn thấy hình tròn chưa? Tôi đẩy vào đây. Và cái này nó đi theo hình tròn, các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ cầm biểu này, tôi sẽ phóng to ra một tí. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta cho nó tròn lại. Đây ạ, đây là điểm mờ và rõ đây. Xung quanh các bạn sẽ thấy nó mờ nên rất là nhiều. Đấy, mờ theo hình tròn này. Đó thì các bạn có nhìn lên đây là cái giá trị về mờ, bạn đẩy hết cỡ lên thì xung quanh nó sẽ mờ. Thì còn lúc này chúng ta sẽ đặt thôi. Đấy, đẩy sang bên này. Bạn nhìn thấy chưa? Chỉ phần này rõ thôi, còn tất cả phần này mờ mới đi. Trong quá trình khi mà điều chỉnh, nhớ các bạn đẩy vừa thôi thì nó sẽ nó có giá trị cho các bạn. Ví dụ bạn đẩy xuống đây một tí, bạn sẽ phóng to rộng ra một tí nữa. Đúng không ạ? Ok, bạn đẩy sang bên này cho tôi một tí. Đấy, thì với cách này các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh xung quanh chúng ta đã mờ dần rất là tốt rồi. Chúng ta ấn ok là đã xong. Thì đây cũng là một cách làm gọi là làm mờ như mờ theo vùng hình tròn. Và tiếp theo chúng ta chọn là filter và chúng ta chọn là mờ tiếp theo nữa, thì ở đây nó sẽ có mờ theo chiều dọc. Các bạn nhìn thấy cái này nhá, cái này chụp ở đường phố thì cái này sẽ rất là có ý nghĩa. Các bạn nhìn này, ở đây chiều ngang. Và nó tất nhiên là ra ngoài thì các bạn có thể xoay được cái biểu tượng ở đấy một cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ giãn cái độ rộng ra một tí, cái này rộng một tí. Ok. Rồi chúng ta sẽ cầm chúng ta xoay độ góc độ này đi. Xoay góc độ này đi để làm gì, lấy cái phần là chiều dọc của chúng ta. Và cái chiều dọc này thì cái phần người của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu thì tôi sẽ đặt vào phần người này. Tôi mở rộng cái khung hình ra một tí nhé, các bạn nhớ nhá. Tôi mở rộng khung hình ra một tí. Đây ạ. Đấy, các bạn có thể mở rộng ra. Ok, chúng ta căn chân trừ lại. Tôi mở rộng cái này ra một tí để cho lấy cái phần mặt người. Mở rộng này, tôi chỉ lấy mờ từ đây đến đây thôi. Đổ lại cái mờ này nhiều hơn. Ok, mờ này nhiều hơn. Ok, kéo đây. Đấy thì các bạn nhìn như vậy. Vậy thì cái việc mà tăng blur nên nó rất là đơn giản. Đấy, thì xung quanh chúng ta sẽ mờ theo đường phố, là người ta sẽ mờ theo cách nhà. Đấy, cách là rất là đơn giản. Ấn ok. Thì đây là một trong những cách người ta gọi là cũng là cách làm mờ theo chiều dọc. Và tất nhiên trong quy trình đấy thì bạn có thể chọn những cái thứ khác, ví dụ như là chọn vào blur, chọn vào đây mờ theo dạng xoáy thì này, tôi cũng có tốc độ, thì bạn nhìn này chưa, thì những cái phần này chỉ áp dụng vào xe thôi, các bạn nhớ nhé. Ok. Và sau này thì đây là một trong những cái bài mà tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái cách làm mờ hậu kỳ khá là đơn giản đối với Photoshop.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho những cái buổi lần sau với những cái tính năng khác của Photoshop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.